Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Đỗ Thành Trung. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Thành Trung, hiện tại là giám đốc công ty bất động sản Bắc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi giới và đầu tư bất động sản, tôi đã giúp đỡ hàng ngàn các nhà đầu tư có thể sở hữu được bất động sản của mình. Tuy nhiên, trong quá trình làm bất động sản, thì tôi nhận ra cái niềm vui thực sự của tôi không phải là kiếm được nhiều tiền từ việc kinh doanh bất động sản, mà chính là tận hưởng cái niềm vui sau khi giúp đỡ được các nhà đầu tư của mình không bị mất tiền từ những cái phi vụ đầu tư bất động sản có nhiều rủi ro và sai lầm. Chính vì thế tôi lập nên kênh YouTube này để chia sẻ những cái kiến thức, kinh nghiệm, những cái rủi ro, những cái bài học của bản thân tôi, hoặc là của đội nhóm tôi, hoặc là những cái bài học mà tôi đã được học từ các thầy của tôi, những cái thầy chuyên gia về bất động sản trong ở Việt Nam và thậm chí là trên thế giới. Và với cái giá trị cốt lõi là trung thực, chân thành và cho đi, tôi sẽ xây dựng kênh dựa trên một cái hệ thống kiến thức bài bản để giúp các bạn có thể hiểu được những cái tất cả những cái rủi ro, những cái kinh nghiệm, và sẽ giúp các bạn theo những cái lộ trình, những cái chiến lược như vậy để tránh được những cái rủi ro trong việc đầu tư bất động sản của mình. Nếu bản thân bạn hoặc bạn biết một ai đó đang quan tâm đến vấn đề này thì hãy like kênh, chia sẻ kênh để những cái video sau của tôi có thể đến với người đó, giúp người đó có thể tránh được cái rủi ro trong việc đầu tư bất động sản. Xin cảm ơn các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip sau.